Ngọc Nhi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ phát sóng của chương trình Thấu Lý Thấm Tình do Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Truyền hình Tin tức Sài Gòn thực hiện. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng mỗi ngày với hy vọng có thể mang luật dân sự đến gần hơn với cộng đồng, đến quý vị khán giả xem đài với sự tư vấn tận tình, dễ hiểu từ các luật sư, các chuyên gia để quý vị có thêm những kiến thức căn bản về luật dân sự. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ luật sư Phan Hoài Nhật đến từ đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng là khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào luật sư ạ. À. à xin chào Ngọc Nhi. Xin chào quý vị khán giả xem đài ạ. Và Ngọc Nhi có nhận được một lá thư của một vị khán giả gửi về nhờ luật sư tư vấn. Lá thư có nội dung như sau. Tôi mua mảnh đất hơn 2 tỷ đồng ở ngoại thành nhưng mà người bán và công chứng viên cùng khuyên là ghi trong hợp đồng với giá mua bán 200 triệu để được nộp thuế theo khung thấp hơn. Đây là lần đầu tiên tôi mua đất xây nhà. Bên bán đồng ý sẽ chịu toàn bộ tiền thuế phí sang tên. Anh ta nói ghi giá mua bán ở mức 200 triệu đồng để khoản thuế phải nộp nằm trong cung giá đất thành phố đã quy định. Nếu ghi đúng giá mua bán 2 tỷ đồng, mức thuế phí phải nộp sẽ cao hơn vài chục triệu đồng. Công chứng viên cũng khuyên tôi như vậy, nói là ghi thấp hơn không ảnh hưởng đến pháp lý khu đất và với mức trốn thuế ít nên cũng sẽ không sợ bị công an bắt. À, anh này hỏi là tôi muốn ghi đúng số tiền mua bán để không lo bị phạt trúng thuế. Người bán nói nếu vậy cần thay đổi hợp đồng theo hướng tôi phải là người nộp thuế phí, còn anh ta chỉ hỗ trợ một phần. Thưa luật sư, à, tôi xin hỏi là việc ghi giá thấp hơn thì có được phép hay không? Vâng ạ. À, à, trước tiên thì Ngọc Nhi nhờ luật sư giải đáp về việc mua bán đất thì người mua và người bán phải nộp những cái loại thuế nào và cái mức phí phải nộp theo cái giá trị phần trăm đất là bao nhiêu ạ? À? À, nếu để thực hiện các cái giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất á thì chúng ta sẽ có các cái loại thuế phí như sau đầu tiên đó là thuế thu nhập cá nhân à, tức là thu nhập từ cái việc mà mình bán được cái tài sản đó yeah. và ở mức hiện giờ đó là hai trăm trên cái giá trị mà mình ghi trong cái hợp đồng chuyển nhượng đất à, cái loại phí thứ hai đó, cái đó là thuế nha còn cái loại phí đó là lệ phí trước bạ yeah. à, lệ phí trước bạ tức là là cái lệ phí gọi là lệ phí đăng bộ đó, vô sổ đó À, thì là hiện giờ là đang là quy định là 0.5% đó à, à, nhưng mà đối với cái lệ phí trước bạ thì có cái cách tính nó tương đối là phức tạp đó. À, à, nhưng mà người dân có thể là đại khái là phải chịu hai cái loại đó một là thuế thu nhập cá nhân hai là cái lệ phí trước bạ à, ngoài ra đó nghe ngọc nhi thì nếu mà tính cho nó đúng ra hơn nữa là còn còn các cái chi phí liên quan đến vấn đề công chứng giấy tờ nè đó, rồi cả cái việc đó là cái lệ phí mà uh, người ta cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất À có cái lệ phí đó nữa Thì tất cả cái phí đó thì là những cái loại phí thuế phát sinh Trong cái việc thực hiện cái việc đó là giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất Như trong cái tình huống này với cái thỏa thuận từ người bán đó là Anh chỉ khai là 200 triệu thôi thì tôi sẽ chịu hết tiền thuế phí Với cái hành vi này có được xem là vi phạm pháp luật không ạ? À? Rõ ràng là vi phạm Ngọc Nhi à cái việc vi phạm này nếu mình nói một cách dân giả dễ hiểu chẳng khác nào qua mặt nhà nước à, trốn thuế đấy. À, nhưng mà đó là một cái câu chuyện mà đã, đã đã quá lâu quá dài về cái câu chuyện này rồi tức là cái cái việc mà ghi không đúng cái giá giao dịch so với cái giá mà ghi trên cái giấy ấy, trên cái hợp đồng ấy, là nó đã diễn ra một cái thời gian dài rồi à, nó ăn vô cái thói quen luôn rồi và kể cả trong câu chuyện này là công chứng viên mà còn khuyên như vậy mà người ta đã quen như vậy rồi nhưng mà thời gian gần đây á quen như vậy là sao tức là trước đó một khoảng thời gian dài nhà nước không xử lý còn bây giờ là bắt đầu nhà nước đã vào cuộc và xử lý liên quan đến cái việc mà ghi không đúng cái giá trị trên cái hợp đồng chuyển nhượng và cụ thể là ở địa bàn thành phố hồ chí minh làm điểm đây ở trong cái việc mà là ghi ngọc nhi thấy đó chỉ cần mà thỏa thuận với nhau và ghi hạ xuống như vậy thì cái người mà uh, mất trong đây là ai là ngân sách nhà nước là thuế cho nên là một thời gian nào thôi chứ còn bây giờ là nhà nước đang xử lý mạnh về vấn đề này rất nhiều những cái trường hợp những người mua họ cũng muốn lợi về mình thì họ cũng sẽ thỏa thuận cùng với người bán để có thể kê khai cái giá trị nó không đúng với giá trị thực thấp hơn để nhận một cái khung thấp hơn theo nhà nước thì những cái rủi ro nào người mua sẽ phải gánh chịu nếu như đồng ý với thỏa thuận đó à? À, Ngọc Nhi cũng thấy đó, rõ ràng là tôi mua 2 tỷ mà ghi trên giấy tờ 200. Rồi lỡ trong cái câu chuyện là uh, phát sinh cái tranh chấp liên quan đến cái hợp đồng chuyển nhượng đó. Như vậy thì giải quyết sao đây? Nó sẽ có câu chuyện gì nghe Ngọc Nhi? Nhờ, ra tòa trình bày á. Thì số ghi trên hợp đồng là 200 Nhưng thực tế biên nhận với nhau là 2 tỷ Vậy thì tại tòa ông chủ tòa Ông sẽ nói là già gì già hai bên trốn thuê à? <laughs> Đấy à, Cho nên là rõ ràng rằng là Cái gì mà nó đúng Thì nó mới gọi là an toàn nha yeah. Mới không rủi ro Chứ còn mà ghi như vậy Thì tôi bỏ tiền ra 2 tỷ Mà cuối cùng là bắt tôi ghi 200 Vậy thì mới mốt kiện tụng rồi sao Đấy rồi lấy con số nào 2 tỷ theo biên nhận Hay là 200 trên hợp đồng chỉ nhận Đấy, phân tích bao nhiêu thôi Là thấy được rằng là cái người mua Tức là cái người bỏ tiền ra đó Là bị thua thiệt Trong cái câu chuyện ghi không đúng giá gì à. À, Vậy thì rõ ràng đây là một cái hành vi trốn thuế Và sẽ có một cái hình thức xử phạt cho hành vi trốn thuế này Thì pháp luật quy định cụ thể như thế nào ạ? À? À, đối với cái hành vi trốn thuế thì uh, luật hình sự Việt Nam uh, quy định tại điều 200 uh, uh, bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 uh, với uh, cái cái từ trốn thuế thì thì chắc không không giải thích nữa ha, Ngọc Nhi nha uh, có hành vi trốn thuế thôi uh, là xác định được hành vi trốn thuế thì ở mức độ mà đủ đủ lượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nha yeah cái hành vi trốn thuế này thì được quy định tại điều 200 của bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 với cái mức hình phạt là nhẹ thì có thể là phạt tiền từ trăm triệu đồng đến 500 triệu đồng nặng hơn nữa thì tức là cái mức độ trốn thuế là cái số lượng cái số tiền nó cao thì có thể có những cái hình phạt cao hơn và tối đa cho tội này là có thể lên đến 7 năm tù như trong đó thư có chia sẻ thì không chỉ là từ phía người bán họ yêu cầu là khai giá đất không đúng mà phía công chứng viên cũng cho cái lời khuyên là nên làm như vậy nữa thì đối với công chứng viên có thể chịu trách nhiệm như thế nào trước pháp luật và có liên quan đến cái giao dịch này hay không ạ? Thì rõ ràng rằng công chứng viên là một cái người thừa hành pháp luật liên quan đến cái lĩnh vực là công chứng chứng thực mà lại có những lời khuyên nó lại vi phạm pháp luật như vậy, nó trái pháp luật như vậy, thì nếu có căn cứ rõ ràng, tại vì đây chỉ là một cái lời mô tả qua bức thư thôi. Nhưng mà rõ ràng nếu mà có bằng chứng xác thực được là công chứng viên mà khuyên như vậy á, thì trước tiên là phải xử lý về cái vấn đề là cái vấn đề hành nghề công chứng. Rồi sau đó nếu mà tùy theo tính chất mức độ là của cái việc mà uh, cho lời khuyên đó, mà còn có thể là bị còn bị xử lý với các hình thức nặng hơn nữa. À, trước tiên là phải xem xét đến vấn đề về hành nghề trước cái đã. À. À, thưa luật sư liên quan đến vấn đề này cũng như là những cái trường hợp tương tự đến hành vi thuế nè rồi mua bán đất thì luật sư có một cái lời khuyên nào dành cho quý vị khán giả không ạ? À, thì rõ ràng rằng cái việc mà ghi không đúng cái giá trị là giao dịch trên cái hợp đồng chuyển nhượng nó diễn ra rất là nhiều rất lâu rồi và không bị xử lý. Nhưng mà bây giờ đó là nhà nước đã, đã có những cái à, gọi là những cái nơi mà làm thí điểm nè, xử lý tức là lấy cái giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng đó à, đem đi định giá so với giá thị trường, nếu nó quá trên lệch là người ta sẽ tiến hành điều tra đó, người ta vô người ta xử lý. Như vậy thì à, để đảm bảo cho cái câu chuyện là mình không bị xử lý thì mình đừng vi phạm cái đó. Nha. Yeah. Mà bà Ngọc Nhi nghĩ đi bây giờ chỉ vì có một số tiền à, giảm trong cái việc là già thuế hoặc là lễ phí trước bạ mà để phải thay đổi con số tiền như vậy mà có nguy cơ phải có, uh, lãnh một cái án hình sự thì có đáng không? Yeah. Không, hoàn toàn không đáng. Dạ. Yeah. Thì tất cả những đó là chỉ là những cái lợi ích vật chất thôi mà chúng ta uh, hám lợi chỉ có một chút như vậy mà có nguy cơ uh, bị khởi tố hình sự là cái điều hoàn toàn không không đáng. Dạ. Yeah chính vì vậy mà người dân chúng ta phải hết sức tỉnh táo trong cái việc và ghi đúng cái con số tiền giao dịch trên hợp đồng chuyển nhượng để đảm bảo mình không bị vi phạm dạ vâng ạ xin được cảm ơn những chia sẻ những quan điểm và góc nhìn từ luật sư phan hòa nhật và thưa quý vị rõ ràng là một công dân thì chúng ta nên đảm bảo đầy đủ những cái quyền hạn những cái nghĩa vụ của mình và hơn hết đó là thượng tôn pháp luật đúng không ạ và mọi hành vi trốn thuế đều là vi phạm pháp luật dù là bất kỳ lý do gì xin được cảm ơn những chia sẻ từ luật sư phan hòa nhật và chúng tôi rất hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những lá thư của quý vị gửi về cho chương trình để có thể giải đáp trong những chủ đề thú vị tiếp theo và đến đây thì thời lượng của chương trình Thấu Lý Thấm Tình cũng đã hết. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Xin chào.